Trong đêm qua, nhiều nơi ở miền Bắc thì đã giảm mưa, nhưng mà do không khí lạnh dồn thêm xuống nên nhiệt độ vẫn tiếp tục thấp. Theo số liệu quan trắc nhiệt độ đo được lúc 1 giờ tại các điểm núi cao như là Mẫu Sơn là 2 độ, Sapa là 5 độ, Trùng Khánh, Bắc Hà, Mộc Châu, Pha Đin là 6 tới 8 độ. Còn trên đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ lúc này đang vào khoảng âm 5 độ. Tuyết vẫn rơi nhưng mà không còn liên tục ngắt quãng từng đợt. Hiện tại thì đây vẫn là nơi duy nhất ghi nhận có tuyết ở miền Bắc trong đợt rét này. Vâng, và dự báo là tuyết sẽ có được rơi ở Phan Xipang trong khoảng đêm và sáng trong 2 ngày tới, vì dự báo nhiệt độ ở đây vẫn tiếp tục xuống dưới 0 độ ạ. Dạ vâng. Và ngày hôm qua thì đoạn trên quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu và Yên Châu của tỉnh Sơn La thì đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, trong đó thì có 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và nguyên nhân là do trời mưa rồi nhiều sương mù khiến cho đường trơn trượt, các lái xe không làm chủ được tay lái. Hiện thì địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình vẫn đang có mưa nhỏ kèm theo sương mù. Các phương tiện giao thông thì cần lưu ý là quan sát biển cảnh báo, tuân thủ tốc độ và khoảng cách, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Hơn 200 ô tô đã đâm liên hoàn trên một cây cầu ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, làm một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sương mù dày đặc. Trên các bức ảnh và video do người dân ghi lại thì các xe bị đâm bẹp rúm và chồng lên nhau. Trên cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà, 11 xe cứu hỏa và 66 nhân viên cứu hỏa đã được huy động kịp thời. Trước đó vào sáng ngày 28 tháng 12 thì cơ quan dự báo thời tiết cho biết tầm nhìn tại nhiều khu vực ở thành phố Trịnh Châu chỉ ở mức là 500 m, thậm chí là có thời điểm xuống dưới mức 200 m.